Xong rồi tình hình xong rồi mới bị thương. Dạ em thì cũng thất hứa với chương trình. Thật sự với anh là một năm nay rồi. Chương trình của em đi thì mẹ lại ở quê lại cũng hôm nay lại cũng mất. Đến lúc chương trình gọi em nữa lần hai thì lại bị Covid lại không đi được. Trời, sau bây giờ lần ba thì em lại cũng bị tai nạn không đi được. Nay là lần thứ tư ạ. Thứ tư này em quyết định. Đó là duyên nào đó quý vị. Mình bao nhiêu mối tình rồi Tân? Em mới ly hôn ạ. Em mới ly hôn ạ. Em ở chính thức ở đây bên nhà chồng thì khoảng hơn một tháng là em ly hôn luôn. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu, mình nói chuyện lớn lên để cảm nhận về nhau rồi chúc mình mở rào ha. Mời nhà trai. Dạ, em tên thì giới thiệu ạ. Em Trịnh Ngọc Hà ở Thắng, Tiểu Sơn, Thanh Hóa. Em đang bán quán nhậu ở quê ạ. À, quán lẩu dê hay lẩu bò hay lẩu... Dạ, bán bia thì ạ. Ở đó với ai? Dạ, em ở với ba. À, tức là hai cha con ở thôi. Vâng, em nhà riêng, bố em nhà riêng. Sao hai cha con không dọn ở chung? Dạ, em bán hàng thì em ở bên quán luôn. À, ở bên quán, bố em ở riêng. Dạ, dạ. Nhà trai có quán nhậu, bán bia. Vậy chắc nhậu dữ lắm á. Có không? Dạ, cũng không dám nhậu nhiều. Ta dành thời gian bán cho ai dành thời gian nhậu. Hà, 34 tuổi, đến từ Thanh Hóa. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái giới thiệu nè. Thế chào chú Kiền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả, chào bên nhà trai và gia đình nhà trai ạ. À, em là Dung, em đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ôi giời. Hôm nay em 29 tuổi. Công việc nhà em thì em kinh doanh quán bún đậu mắm tôm ở Bỉm Sơn luôn ạ. Hay, hay, hay. Trời ơi. Vô luôn. Bún đậu mắm tôm xong mình qua bún bia luôn. Dạ. Cách bao xa? Cũng 5-60 cây. À, Bỉm Sơn em là Triều Sơn. Em gái là mình sinh sống với lại mình kinh doanh ở ngoài đó luôn hả? Dạ vâng ạ. Nào hôm nay định mệnh nó như thế nào chúng ta chờ xem. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng ạ. Biết lắng nghe, chia sẻ. Ưu khuyết điểm của em thì cũng hơi nóng tính mà lại cũng nhiều lúc cũng phải biết hạ xuống. Nói lớn tiếng không? Nó nói lớn tiếng ạ. Đấy, cái đó lo nhất đấy. Lớn quá nhiều khi tổn thương ta nha. Sao mà, tình hình sao mà mới bị thương? Dạ em thì cũng thất hứa với chương trình. Thật sự với anh là một năm nay rồi. Chương trình gọi em đi thì mẹ lại ở quê lại cũng không may lại cũng mất. Đến lúc chương trình gọi em nữa lần hai thì lại bị Covid lại không đi được. Trời ơi. Sau bây giờ lần ba thì em lại cũng bị tai nạn không đi được. Nay là lần thứ tư ạ. Thứ tư này em quyết định. Đó là duyên nào đó quý vị. Mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em cũng khá giống bạn nam ạ. Em hòa đồng vui vẻ. Còn khuyết điểm của em thì em cũng khá là nóng tính. Thật ra là khi mà em bực lên em nóng tính, nhưng mà em nói xong mà nếu mà cảm thấy bực quá là thôi em sẽ im lặng, không nói nữa. Để xong nói chuyện sau. Đỉnh cao của sự nóng tính là im lặng đó hả? Mình bàn nhau nếu nóng tính quá người đem bún đậu mắm tôm, người đem bia vô nhậu là hết nóng. Sao? Đường tình duyên của em sao rồi hả? Dạ em cũng hai ba mối tình ạ. Thời học sinh thì cũng yêu cũng đạp 20 cây số để tặng một bó hoa về đấy. Trời, chứ còn không cầm tay cũng chỉ tặng hoa trong về đấy. Thứ hai thì cũng yêu xa thì cũng không gặp được nhau được thời gian, rồi là phôi phai dần dần. Rồi cũng không nắm tay luôn. Thì em tập trung vào buôn bán làm ăn nên không có thời gian để mà tìm hiểu về bạn vậy thôi đó hả? Dạ, lần này dạ, là dạ, phải dạ. Đi ăn bún đậu mắm tôm cho nó sâu sắc nha. Yêu nhau kỳ này là dứt khoát phải ăn bún đậu mắm tôm. Dạ. Rồi bây giờ hỏi về đường tình duyên nhà gái nè. Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? Em mới ly hôn ạ. Em mới ly hôn ạ. Em ở chính thức ở đấy bên nhà chồng thì khoảng có hơn một tháng là em ly hôn luôn rồi ạ. Quen nhau bao lâu thì kết hôn? Quen thì anh đấy nói chung là bạn với anh họ nhà em. Từ lúc nào em còn bé xíu là em đã biết anh đấy rồi, khoảng tầm hơn 10 năm liền. Nên mà để cái lúc mà anh ấy tìm hiểu để mà vào tán mình, để kiểu tán tỉnh để muốn tiến tới hôn nhân ấy ạ. Trong quá trình quen biết mình thấy hiền lành, thấy anh ấy đối xử với bạn bè rất là tốt. Tại vì vốn dĩ em cũng không có yêu đương nhiều hay sao, em thấy cứ hiền tốt là được rồi. Để cưới nhau có mấy tháng thôi. Trong mối quan hệ vợ chồng hoặc là cuộc sống hàng ngày đấy, nếu mà có kiểu cuộc sống khó khăn hay là những mâu thuẫn thì em có thể chịu được. Nhưng mà tại vì là do trong thời gian ở đấy thì do chắc là do em khóc quá nhiều đấy. Thì mắt em có bị viêm vừa viêm giác mạc cấp vừa viêm kết mạc cấp. Thì em có đi viện thì cấp cứu thì anh ấy không cho đi, anh bảo em giả vờ. Thì bố mẹ đưa vào viện Hà Trung thì gần. Thì em... Bác sĩ có bảo là thì khả năng là họ bảo là khả năng chưa biết là có thể nhìn lại được không. Thì lúc em còn mang bầu nữa, nhưng mà tại vì là cũng kịp thời đấy ạ. Nên là sau đấy em sau một tuần thì em có thể nhìn lại mở, tức là như em với chị Ngọc Lan em có thể nhìn được, em có thể nhận ra được chị, nhưng mà không nhìn rõ được mặt. Thì khi mà đưa từ viện về thì
chồng em nó để em luôn ở trong nhà ngoại và nó đi không qua lại luôn, nó đi về nhà nó luôn. Cái lúc đấy em không còn nghĩ cho em nữa, em nghĩ cho con, em bảo bây giờ nếu mà giờ về mà mắt em bị lại thì em có vào và hỏi với kiếm bác sĩ, thì nếu mà bị nặng như thế thì chỉ có thay giác mạc thôi. Nghĩ đến là nếu mà em có bị như thế thì con em nó khổ nhất, rồi đến bố mẹ em thì em cũng chưa nghĩ đến em nữa, thì em quyết định em ly hôn. Và tụi em có một đứa con hả? Dạ. Con gái hay con trai cơ? Dạ con gái ạ. Mấy tuổi rồi em? Con gái em năm nay 5 tuổi rưỡi rồi ạ. Em ly hôn bao lâu rồi? Tức là em ly hôn từ năm 2016. Nghe hoàn cảnh như thế thì em cảm nhận thế nào hả? Em cũng chẳng biết nói gì hơn cả, thì thấy cô rất là đáng thương. Một người phụ nữ đáng thương ha. Em mong muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Đối xử tốt với em được ạ. Bị tổn thương rồi nên rất là kỹ lưỡng trong cái việc chọn nha. Con gái 6 tuổi bây giờ ở với ai vậy em? Dạ con gái ở với em ạ. Một mình kinh doanh rồi lo cho con luôn hả? Nói chứ mình cũng phải có một cái lý tưởng về người đàn ông của mình chứ. Cao nhiêu, cao cỡ sao? Nói đi để chị qua chị ngó. Cũng cần có chiều cao ngoại hình đấy ạ. Từ 1m68 đổ lên là được ạ. Bình thường nói chung là sạch sẽ. Em không thích những người con trai mà để móng tay dài các thứ. Đấy, không có. Không có móng tay vậy. Móng tay đâu. Tao bắt bia đâu phải. Hơi đen. Đen là giờ gì? Sao? Lo đen là gì? Lo nướng cá. Thế là đen do công việc thì không sao ạ. Bây giờ là thế là mình làm nhiều khi làm anh làm quán nhậu thì chắc là do làm. Dạ vâng. Được đúng không? Em về em chăm cái phần đó được đúng không? Trời tôi lo lắng cho cô gái này quá. Em cứ gọi là tốt lên y như em, tóc tai như em. Dạ. Rồi làm trắng lên chút xíu như em thôi, đơn giản thôi mà. Dạ. Nhìn nghiêng nghiêng giống mặt Văn Khoa bắn đống bún đậu mắm tôm. Mình muốn lấy vợ như thế nào? Em thì muốn một người bạn gái cũng hiền lành, chịu khó làm ăn đấy. Có gì thì chia sẻ lẫn nhau vậy thôi ạ. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi chị gái anh rể bên nhà em. Vâng, trước hết là xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Lan ạ. Dạ. Và chị bên gái. Anh cứ ngồi đi. Anh cứ ngồi xuống thoải mái đi ạ. Không sao đâu ạ. Cảm ơn anh. Em tên Hưng, là bạn học của chị gái Hà. Em đến từ quê hương Thanh Hóa và hiện tại em đang làm ở Bình Dương. Em thấy bạn gái bên đây thì nhìn cũng dễ thương, thì với người em của em thì em thấy hợp đấy. Hai em tìm hiểu nhau rồi cảm thấy là hợp thì mình tiến tới thôi. Anh muốn nghe ý kiến của chị ruột của Hà cái. Dạ Hà thì ở nhà thì cũng chịu khó, chơi bời thì cũng không phải là chơi bời nhiều. Mỗi khi mà nó mà đã muốn làm một cái gì thì nó có phải làm cho nhiệt tình, cho xong cái việc của nó đi. Thì nhiều khi ví dụ như mà em là có bạn bè hay đi chơi á, thì rủ nó đi chơi nhưng mà công việc của nó chưa xong nó không đi. Em con em gái này thì cũng được, quan trọng là thằng cậu em, nếu thằng cậu em mà em nó ưng thì em cũng đồng ý thôi ạ. Rồi được rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Nhà gái mình đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái. Với em chào hai anh chị MC và chào anh trai, chào bên nhà anh trai ạ, và chào tất cả các khách mời. Em là em gái của chị Dung. Thì chị gái em thì khá là hiền và vui tính. Bên ngoài thì có vẻ cá tính nhưng bên trong thì lại hơi yếu đuối, hơi suy nghĩ cho người khác nhiều hơn cho mình ấy ạ. Nhiều khi hay có chút thiệt thòi, thì em cũng mong là chị em có thể gặp được một người có thể hiểu và quan tâm chia sẻ với cả chị em. Anh Hà thì em thấy anh ấy khi mà vừa nhìn thấy anh ấy xuất hiện thì thấy anh khá là chắc chắn và hiền và khá là đẹp trai ạ. Và cái việc mà nếu như có duyên, anh chị có duyên sau này ở cùng nhau thì cái việc chăm sóc và ở chung như thế với cả bé như thế thì anh có cảm thấy thoải mái và hay là thấy khó khăn gì không ạ? Cảm ơn em. Thì anh thật sự thì cũng không quan trọng vì mình cũng đã có nhà riêng rồi. Hợp nhau thì chị gái em với các cháu lên nhà anh ở cũng được, không sao cả. Thì là mình là ở riêng cả chứ không vợ. Nếu mà anh lấy vợ thì cũng không phải là làm dâu, có nhà có cửa đàng hoàng rồi nên cũng không phải lo vấn đề đó. Em cảm ơn anh. Rồi. Tốt quá. Cảm ơn hai gia đình. Bây giờ thì chúng ta mở rào để cho hai bạn gặp nhau thôi. Mở rào. Cố lên nha Hà nha. Hai bạn này mặc phu thê lắm đó. Bắt đầu đi. Khi tới chương trình anh có quà tặng cho em. Bó hoa đẹp quá. Rồi ạ. Thôi, này tặng bạn gái hay tặng tôi? Tặng chị bạn gái ạ. Tôi tưởng tặng tôi, tự nhiên mang qua đây hết hồn. Cái gì vậy? Mở ra coi. Một chiếc xe đạp và hai người đèo nhau. Chở nhau đến già luôn nha. Lần đầu tiên gặp em gái thấy thế nào? Anh, chào em. Dạ em chào anh. Anh cũng thật sự với em cũng rất nhiều lần đến cũng... Mình cũng muốn có một cái
một cái hạnh phúc gia đình á. Dạ. Thì cũng mong mỏi rất lâu rồi, thì cũng cũng bận làm rồi cũng công việc cũng lu bu quá, nên là cũng may nhờ chương trình thì hôm nay cũng được gặp em. Trước khi bước lên đây là cũng có một cái là xác định luôn, là lên là xác định là phải tìm được một người của mình. Dạ, em thì em cũng chưa tiếp xúc đấy ạ. Em cũng không biết phải đánh giá nào, nhưng mà nói chung là em cũng xác định là nghiêm túc là muốn tìm hiểu một ai đấy ạ. Tìm hiểu thì mình còn quá trình dài mà, mình sẽ từ từ tìm hiểu, thì lúc đấy thì em mới biết được là anh như thế nào rồi. Anh thì cũng có tuổi rồi, thì em thì em sinh năm mấy nhỉ? Dạ em 93 ạ. Đúng hợp tuổi anh Quyền Linh ơi. Hợp tuổi hợp không? Hợp luôn ạ. Hợp quá đúng không? Em Hà bước tới đi Hà. Em gái đứng lên nào. Đây. Một chút nắm tay. Bây giờ mình nhìn thẳng vào mắt nhau. Các bạn có 30 giây để nhìn thẳng vào mắt nhau, nói tất cả những cái gì mình suy nghĩ về bà người đối diện của mình. Thật sự với em là trước khi lên chương trình cũng không biết được là người như thế nào. Đấy mà cũng không biết được là như thế nào cả, mà tự nhiên lên thấy em thì anh thấy cảm thấy là cũng có một cái gần. Thứ nhất là nghe nói là Yểm Sơn là đã gần rồi. Thứ hai nữa là cũng cảm thấy em là con người gần gũi thân thiện, thì cũng nên mình tạo một cái điều kiện cho mình gần gũi nhau hơn. Rồi. Ok. Ok. Về vị trí đi Hà. Được rồi đó. Nhắm mắt lại. Kiểm tra lại một lần nữa xem trái tim mình có rung động hay không nha. Chuẩn bị. 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau nào. Đang tay vào nhau. Đó, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi chương trình đó. Mình hãy nhìn ống kính, mình xin phép gia đình của bạn gái. Con chào hai bác gái. Hai bác gái hả? Hai bác thôi. Hai bác bên rồi. Họ gái. Thì cháu thì cũng quê cũng Triệu Sơn ạ, thì may mắn thì gặp được con gái của bác ở trong đây, ở quê gần quê mà không biết mà phải vào đây thì mới gặp được nhau. Thì trước hết thì con cũng xin phép hai bác cho bọn con được hẹn hò với nhau được đàng hoàng. Con hứa thì con sẽ làm chọn bổn phận của một người người chồng và một người bạn trai của con của bác ạ. Cảm xúc của em gái thế nào? Thật ra thì bạn này rất là xúc động đó. Cũng có phần lo lắng đúng không em? Dạ. Chị biết được là em có một chút gì đó hơi lo lắng. Nhưng mà thôi thì mình cho mình cơ hội. Mình cho người ta cơ hội, tức là mình cho bản thân mình cơ hội. Các bạn đã xem trình là gần hơn 10 năm nay rồi. Nó đều có nụ hôn đầu tiên khi chúng ta bấm nút hết. Nào, cứ làm nhiệm vụ của mình đi Hà. Em chán ạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào tất cả mọi người. Gấu trung thành đó. Không anh, tại vì... là ngày gì, gấu chó hả? Gấu này là gấu yêu anh. Gấu yêu hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Đình Ân, năm nay 35 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc gì em? Hiện tại em là nhân viên kinh doanh chị. Kinh doanh về mảng gì? Em cung cấp những cái thiết bị cho nhà hàng khách sạn, thiết bị inox cho nhà hàng khách sạn. Mà bạn nữ, bạn giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ, em tên Phạm Thị Yên. Năm nay em 23 tuổi, hiện em đang làm giáo viên mầm non ở quận Tân Bình. Thì là mấy cô giáo yêu trẻ lắm đúng không? 23 tuổi, đã có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay hơn một năm. Điểm mạnh của mình là gì? Dạ em hát được, nấu ăn được. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là em nhiều ưu điểm quá, em không biết khuyết điểm của em chỗ nào nữa. Cái mối tình thứ hai này nó sâu đậm nhiều không? Không đậm quá mà cũng không ít quá, nó hơi hơi, nó giữa giữa, là do em với bạn đó không có được cùng quan điểm sống á. Em thì truyền thống mẹ em có dặn là phải giữ mình á, không có được tiến tới trước hôn nhân. À bây giờ còn giữ không? Dạ còn đó. Giữ cái chốt, giữ cái chỗ đó, phải giữ, phải giữ, đúng rồi, đúng rồi, phải giữ. Ủng hộ em. Dạ. Vậy là cái bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ.
cuối cùng bạn nó đá hoài không vô, bạn nó bỏ đúng không? Bên này có ý đồ đá lũng cung thành không? Dạ không đâu anh, tại vì nếu mà em chơi thể thao thì trong bóng đá thì em cũng giữ cung thành, em là thủ môn. Sống thử thì em không sống thử. Mà đá thủng cung thành ta thì đá hoài. Đâu có đâu chị. Trời cái đó chị em sống mà. Sống rất là lành mạnh. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 3 mối tình rồi. Mình có tìm hiểu được nguyên nhân tại sao chia tay? Tại do công việc của em làm thì em tiếp xúc rất nhiều khách hàng, trong đó khách hàng của em đa phần là nữ. Làm thì nhiều lúc em nói chuyện thì nó hơi ngọt, thì bạn nữ đó thì bạn hay ghen. Ghen tao yêu tao phải ghen chứ. Trời, cái đó là vì cuộc sống, vì công việc. Nhưng mà bạn có phải là mẫu người sống chung thủy không? Dạ đúng rồi, em rất là nghiêm túc trong tình yêu. Hả? Bạn nữ mình có hay lúc ghen? Em đi chơi hay dạ, là có. Em cũng... Nhưng mà tùy từng trường hợp ấy chị. Đáng ghen thì ghen, còn không đáng thì thôi mình bỏ qua. Dù anh ấy đồng nghiệp rồi chở bạn gái trong đồng nghiệp đi công việc ngoài đường là bạn bắt gặp rồi thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ chở cũng được nhưng mà đừng ôm thôi. Ôm té là sao? Đợi đường Sài Gòn không đúc té, lại. Té chứ ôm xe được rồi. Cần gì ôm người. Bạn cần một mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m7. Tính tình thì hài hước, chín chắn, công ăn việc làm ổn định. Sắp thành đạt, sẽ thành đạt và đang thành đạt. Bên đó sắp hay sẽ hay đang? Dạ đang chị. Dạ phải nhà ở Sài Gòn chị. Em ở ba mẹ ở Sài Gòn á. Có nghĩa là chị lấy nhau ở Sài Gòn chứ không đi đâu hết phải không? Dạ. Anh có mấy căn nhà rồi anh? Nhà thì có 1 căn thôi em. Anh sống với ba mẹ. Dạ. Tuổi tác về thấy đồng ý không? Anh lớn hơn mình con giáp, bạn thấy phù hợp không? Dạ lớn hơn một con giáp thì nó cũng chín chắn. Dạ cũng được. Cái điểm gì bạn không thích ở người đàn ông? Tính gia trưởng nè, tính đàn bà nè, keo kiệt nè. Tính đàn bà là tính sao? Tính đàn bà là cứ bo, cực xỉn, nhiều chuyện, ngồi bê, ngồi lê đôi mắt vậy đó. Tò mò, vậy đó chị. Ồ. Không, mấy cái đó em có à. Có một trong những thứ đó không? Không. Chào chị. Cái khuyết điểm của em là gì? Em thì hơi nóng tánh một chút. Có đàn bà không? À, đàn bà thì không rồi. Có keo kiệt không? Dạ không. Có tò mò không? Dạ không. Có luật bóp phụ nữ không? Dạ không à. Em trong quan hệ tình yêu là em rất là cởi mở. Thí dụ như người mình yêu, mình cũng phải cho người đó một cái khoảng trống riêng tư. Để khi họ buồn những cái việc gì đó, họ về trong cái khoảng trống đó, có thể là họ đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Cái này được, cái này hay đó. Cần phải để phụ nữ có một khoảng trống để họ tự giải quyết những lúc buồn đúng không? Tôi rất có thiện cảm với bạn về cái kiểu cái cách nói chuyện, cái tư duy của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn thích một người phụ nữ như thế nào? Có da có thịt một chút. Cao thì khoảng chừng 1m55 tới 1m6. Biết chăm sóc cho bản thân một chút, nên nghĩ về chuyện gia đình một chút. Nói chung là ở nhà em thì có mẹ, thì mẹ là một người rất là kỹ tính trong gia đình. Về nhà là mẹ làm hết công việc, nhiều lúc phụ mà mẹ không cho phụ. Cái đó em nghĩ em rất là thương mẹ, thì em muốn kiếm một người giống mẹ. Nghĩa là sau này làm vợ sẽ là làm dâu đúng không? Dạ đúng. Cái điều quan trọng là bạn gái bên đó làm chung ngành với mẹ em. Cô giáo dạy trẻ? Dạ không, mẹ em là một người cấp dưỡng trong một trường mẫu giáo. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ hỏi bạn gái bên đây cái chuyện làm dâu đó coi sao ha. Dạ. Sao em cảm nhận, em thấy sao? Em lại thích một người biết phụ vợ làm việc này kia trong gia đình đó chị. Nội trợ hay là nói chung là không biết giặt đồ thì cũng phải biết lau nhà rồi. Còn việc làm dâu thì sao? Bạn có chấp nhận làm dâu không? Được, em làm được. Vậy là tốt rồi, được rồi. Hôm nay bạn Nam có đi với ai không? Dạ em đi với lại anh bạn bà con. Thôi, chào anh. Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Nếu như này nói về một người nam á mà có hiếu á, thì khẳng định là Lê Đình Ân là một người con hiếu thảo. Phù hợp với thì nói chung về cái tính cứng rắn, nói chuyện, rồi về cái chuẩn chạc thì hơn cái số tuổi nói ra. Hợp với nhau về cái tính tình là hai người hơi bị khó. Bên kia cũng khó tính, bên đây cũng khó. Thì nói chung là nó cái hợp, và cái hợp thứ hai nữa là nói chung là nói về cái hiếu thì hai bên đều muốn lo cho gia đình. Thì cái đó thì đồng ý, tại vì bên nào cũng muốn gia đình. À, bạn nữ, mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ yêu dấu. À, dạ, chào cô. Chào anh Quỳnh Ninh với chị Cát Tường. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Nếu mà nói mà cao giáo thì cũng không được cao giáo lắm, hơi thấp một tí. Cũng được cái là cũng hiền lành, thật thà mà cũng yêu thương ba mẹ. Thì cũng như cháu đấy, cháu nó cũng hiền lành thật thà và cũng yêu thương ba mẹ và các em trong gia đình. Đi làm về nhà thì là cơm nước rồi phụ giúp bố mẹ trong gia đình, cháu làm việc nhà là cháu làm được hết. Chợ búa, cơm nước các thứ là được, giỏi giang chứ không đến nỗi. Yeah. Hello. Good morning. Good afternoon. Okay, thank you, stop please, okay. Trời ơi, cô giáo lanh dễ sợ luôn. Trời ơi, chú đẹp trai quá chú. Chú làm gì chú đẹp? Sao mà cần phải người cao hơn là sao? Sở thích bị em mang về cô gái. Ví dụ gặp cái người lùn hơn mình mà người ta yêu mình quá nhiều luôn thì sao? Hơi khó hả?
tùy thuộc vào bạn nam đó, bạn nam đó có muốn giống muốn làm như vậy không, thể diện này kia đi kế bạn gái thì người ta không muốn bao giờ mà bạn gái cao hơn mình một cái đầu. Hay là vấn đề là em có chịu đi với người thấp hơn mình không? Dạ chịu, em mang giày búp bê luôn, khỏi mang giày cao gót. Mà không mang cũng cao hơn người ta, chịu không? Chịu luôn, chú cỡ chú là chịu hết á. Được rồi, thôi để hai người nói chuyện với nhau, ca này khó quá. Nào kéo màn lên. Dạ, thằng anh. Món quà. Thì ở đây anh nãy có cái lý do là anh hơi thấp thôi. Thế còn những cái khác thì vấn đề đó vẫn ổn, vẫn ok. Thôi đứng lên cái cho bạn ngắm nghía cho kỹ cái coi. Thôi em đứng lên đo coi, coi coi là đi búp bê hay là đi gì. Đo coi thì sao. Được mà. Cái này dài như này cũng 5 phân mà, được. Đi dài còn thấp hơn ta nữa đó. Nhưng mà ở nhà cũng mang giày 1 tấc không mà chú. Vừa thôi mang giày cao làm chi vậy. Thôi hai người nói chuyện nhau, đừng nói chuyện tôi nữa. Ờ, hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, anh ở Bình Tân. Xa dữ vậy? Có, nếu mà từ anh lên em khoảng nửa tiếng hồ. Nửa tiếng cũng xa. Sao? Em cần 5 phút à? 5 phút chắc để anh sắm máy bay nè. Xuống đi, hai người đáp xuống. Hồi nãy em nghe nói anh nói là mẹ anh không cho anh làm gì hết, chắc anh cũng không biết làm. Không phải là không cho làm gì, cái ví dụ như ăn cơm xong thấy mẹ ngồi nghỉ thì mẹ mệt thì anh rước rửa chén rồi nói thôi đừng rửa. Rửa dơ lắm, để chút mẹ rửa. Mẹ nói vậy thì anh phải lao vô, mẹ đi ra con rửa cho. Mẹ không phải lo, không bể chén đâu. Đó, vậy đó. Cái đó là ý anh là muốn không cãi lời mẹ thôi. Bạn gái cảm nhận sao bạn gái? Dạ. Trời đất ơi. Ơi, người ta tập trung vô câu chuyện này, cứ suy nghĩ ai hoài vậy nha. Tập trung đi chứ tôi hiểu lý do của cô ế rồi đó. Hả? Ủa hiện tại anh đang làm cái gì ạ? Hiện tại anh đang làm kinh doanh. Kinh doanh là làm bên công ty hay là đúng rồi, riêng? Anh làm kinh công ty. Dạ, chừng nào thì anh lập gia đình? Khoảng từ 6 tháng tới 1 năm nữa. Nhưng mà em cũng còn đang đi học liên thông lên đại học á. Nên là em phải khoảng tầm 2 năm trở đi nữa thì em mới lập gia đình. Tôi nghĩ cái khoảng thời gian đó cũng hợp lý cho em để em hoàn tất cái việc học của em. Thế lại cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Rõ. Dạ, anh biết hát không? Anh hát cho em nghe. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta đã yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cô giáo đáp trả lại một đoạn đi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi, có quá lớn lao không anh để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Trời ơi trời, tôi vừa mới tính khen bà cũng quất hai cái chữ cuối cho bà mới chịu à. Thôi được rồi, hát xong là cảm nhận đủ rồi đó. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tại sao bạn này không đồng ý nhấn nút? Anh nói là 6 tháng tới 1 năm thì em thấy là tuổi của anh cũng lớn rồi nên là anh cần lập gia đình sớm hơn em. Mời em Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như bạn nữ bên kia ạ. Cũng như các bạn đang ở trong khán giả ở trong trường quay. Thì tên em là Phạm Duy Nghĩa. Năm nay em 29 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra ở đây. Hiện tại là em đang là làm biên tạp viên và là phóng viên ảnh cho tạp chí một tạp chí ạ. À, phóng viên ảnh ha. Dạ. Yeah. Rồi, mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, em chào anh trai kế bên và xin chào tất cả quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Con sinh năm 95 là con tuổi Hợi. Quê con là ở Bình Thuận, nhưng mà con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú. Con làm cái gì ạ? Dạ, công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty về lĩnh vực cơ khí ở quận 6. Vậy hả? Dạ. Sẵn đài vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con. Thì ưu điểm của con là con sống có con biết quan tâm tới mọi người xung quanh, con yêu thương mọi người, con coi trọng cái gia đình
và con rất là, nói chung là con trang hòa với mọi người, con nói chuyện cũng dễ gần, dễ tiếp xúc với người khác. Còn cái khuyết điểm của con thì con cảm thấy là ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok, chưa bắt mắt lắm. Ok mà, cô thấy ok mà, yên tâm. Tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm, nên là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm sao, không có ai ưng con hết trơn. Trời ơi, làm gì tự ti vậy con? Từ nhỏ tới lớn, bà mới có chút xíu, bà sao từ nhỏ tới lớn. Con, ủa là con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ, từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi, rồi ra trường là con đi làm. Tại vì má dặn là nhỏ thì lo đi học đi, rồi lớn ra trường đi làm, ổn định sự nghiệp đã, rồi muốn yêu ai đó yêu. Bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe. Điểm mạnh của em thì em tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, không cầu kỳ và giản dị. Nhưng mà có một cái điều em rất là khó tính. Đó là tại vì em đã từng trải qua 3 năm ở trong quân ngũ rồi. Là em là từng là đi lính công an. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ. Mà đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ, về mối tình ấy thì em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Còn qua đến những năm đại học rồi đi, sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi. Thoáng qua tại thôi. Tại vì mình cũng chỉ tập trung cho việc học rồi là đi làm. Rồi coi như cũng có tình yêu luôn. Dạ. Còn như có nghĩa là lý lịch trích ngang về tình yêu của hai bạn luôn. Đều trong sạch. Đúng rồi. Là trong sạch. Đúng rồi. Dạ. Trinh nguyên, tinh khôi. Dạ, lý lịch sạch đấy ạ. À. Đúng rồi đó. Nếu mà nói thêm con công đầy bụi phấn nha con nha. Dạ. Con chào chú. Chào con. Thôi cao rồi nha. Đó, người dày thon thả đẹp gái dày mà biểu là tự ti về dáng vóc là sao con rồi về. Con nói phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả. Chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Mình làm đẹp giờ dễ mà con, đủ thứ cách làm đẹp hết mà đừng có lo gì đó chứ. Không ai xấu hết trơn á, không? Chú đó xấu quắc luôn mà chú còn mặc đồ, chú còn tước tuốt lên chú còn được. Thì con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn. À, con thích bạn trai là chuẩn chạc, trầm tính, ổn định. Một người sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức. Và đặc biệt là coi trọng gia đình, coi trọng đối phương. Khi mà yêu là phải có sự chân thành, không có dối gạt đối phương của mình. Hình dáng sao nè? Hình dáng thì đẹp trai giống ai nè? Con thì con không có cần bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng. Tóc tai thì đừng có hối quá. Con cũng không có ý gì đó chú, mà tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối quá luôn á. Chú là không có tóc luôn á là con không thích. Chú mới cấy á con. Dạ. Không, chú cũng hối dữ lắm luôn. Chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi. Tại nhìn con ốm nên nó gọn thôi. Con 1m58 phải không? Dạ. Rồi. Rồi không có quá ốm. Nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo. Nghe bảnh nói dễ thương không? Dạ. Đấy, mong muốn bên đó đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em thấy là cái bạn nữ cái yêu cầu là cao trung bình thôi, thì em với chiều cao 1m63 em tự tin là đạt được. Ok rồi, ok. Bên đây 1m58 nha. Và thì nãy như nói là em ngoài những cái ưu điểm là đúng giờ ra thì em cũng là một người rất là quan tâm đến gia đình. Tại vì em bố là một người rất là yêu điện ảnh mà anh chắc anh biết cái phim Godfather bố già đúng không ạ? Rồi. Dạ. Thì trong đó có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là một người đàn ông mà không dành thời gian cho gia đình thì đó không phải là một người đàn ông đích thực. Đó, thì em luôn lấy đó là phương châm sống cho mình. Phải dành thời gian cho gia đình đúng dạ, không? Đúng. Đúng rồi. Câu này được. Và cũng như là như hồi nãy em nói là em từng sống trong ngũ rồi, cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là chuyện nhỏ, đúng chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi nhà toilet rồi dọn dạ, nhà hốt rác hoài. Những cái chuyện đó thường. Em không hề ngại. Chuyện đó bình thường, chuyện hàng ngày mà. Nhưng mà cái này cô nói gì không thích thôi hói gì đó. Đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ? Không sao đâu, yên tâm, có massage rồi, yên tâm. Lên, bây giờ hỏi bên đó cái hình ảnh lý tưởng của bạn bên đó là mẫu như thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em sao? Dạ thì mẫu hình lý tưởng của em thì xinh xắn, dễ thương. Thì như những bạn nam khác thì cũng muốn như vậy thôi. Vậy thôi đúng không? Nhưng mà có hai cái điều em cần nhất. Đó là, thì như em nghe bên bạn nữ nói là một trong hai điều đã đạt được. Đó là quan tâm đến gia đình rồi. Nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là phải cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình. Tại vì có bạn em hay nói ấy,
khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà khi người ta lại không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều, đó là có sức khỏe. Đúng rồi. Đó. Anh giờ cũng vậy đó. Anh giờ chỉ mong muốn điều thôi. Em không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó. Không được, bạn khoan tập gym luôn. Từ từ. Tập gym là người ngồi kế bên thôi. Không, bạn từ từ tập gym đi. Chú cứ kẹo cô hoài. Làm như cái thú vui cuộc đời của ông vậy. Tôi mà có đi tập thì ông cũng phải ráng đi tập theo tôi. Chứ ông cũng có hơn gì tôi đâu ha. Không, nhưng mà nhìn ngày nào mà chú nhìn cà cô khịa. Cũng phụng danh phúc hậu mà đâu có hậu đẹp mà cô. Ai nói đâu. Dạ. Chú ngày nào cũng cà khịa cô dân chú cũng không được. Nói vậy đó, kiểu vậy đó. Nói chung là không sao, giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà. Nhiều khi chú vô đây cô không dám la, chứ vô kia mắng chú cho nó nước mắt rơi lạ chả luôn con. Trời sao chú yếu đuối quá vậy. Chú yếu đuối lắm. Trời ơi, chú là vũ nữ mà. Chú vũ nữ trong lắm đó con. Dạ. Nói chung là chú cũng gọi là yếu đuối, còn nhiều khi mình cảm giác mình còn yếu đuối hơn phụ nữ. Chú cũng dễ khóc. Cô dân la chú ngồi khóc à. Ôi, thôi đừng có đổ tiếng quan cho tôi. Cưng ơi. Dạ. Cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào, có hình mẫu lý tưởng gì không? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em thì cũng không biết phải nói sao. Em chỉ biết là ngày xưa em rất là thích phim Hoàng Châu Cách Cách, nên chắc hình mẫu chắc giống như Triệu Vy. Dạ. Tiểu lý tưởng. Nhưng mà thế nghĩ em nghĩ thế chắc hơi cao. Cao quá. Dạ, cao quá. Cao quá, cao quá. Tức là phải mắt to ư? Triệu đô đi. Không Triệu Vy được, Triệu đô được không? Cưng thích người phụ nữ mắt to à? Hay sao mà thích như Triệu Vy? Dạ, hay là thích tính cách giống như cô Triệu Vy thôi? Nói chung là nói là thích diễn viên vậy thôi, nhưng mà em cũng mong muốn là bạn nữ bên kia thì mang những nét đẹp của người phụ nữ áo đông, thì nhuộm tóc cũng được, mà tóc đen thì càng tốt. Em tóc nói đen nè. Thế là tốt quá rồi ạ. Dạ. Tốt quá rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con. Trời ơi, nhưng mà vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là em lỡ hết một ngày hôm nay. Là con chỉ đi với lại bạn của con là hai đứa bạn thân với lại chị đồng nghiệp. Rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đám cưới luôn cho con. Đúng rồi, đi về đám cưới luôn. Nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn nha. Đó nhà, đó, về đám cưới luôn nha. Thôi em gái, em xem thế nào? Dạ, con xin chào chú Hường Linh và chào cô Hồng Vân. Dạ, xin chào bên đàn trai ạ. Thì nãy giờ theo như là con thấy thì trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm. Thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè, mọi người xung quanh. Thì theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi. Tại vì Trâm rất thích là những người mà đi làm việc trong nhà nước. Dạ. Thì nếu được thì mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, ok. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân từ hồi nhỏ. Từ nhỏ luôn hả? Dạ. Chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Em chào anh. Mình xin nhận xét về bạn. Bạn có một cái giọng nói rất là đáng yêu. Hoàng Châu Cách Cách đúng không? Giọng nói của Hoàng Châu Cách rất Cách rất là ngọt. Và những gì mà bạn yêu cầu với hình mẫu bạn trai lý tưởng á, là mình là bạn của Nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi. Dạ. Thì bạn Tả giống như là bạn Tả bạn Nghĩa luôn rồi đó. Thì Duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi. Thì mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không. Mà hy vọng là hai bạn sẽ hợp với nhau. Mình nhận xét là như vậy. Trời hay quá. Thế là ông biết sao không? Tụi nó có duyên rồi. Bây giờ là thiếu nợ thôi. Đúng rồi. Ông con mấy giờ cho bên tôi mượn chừng 10 triệu đi. Cho nó có nợ luôn đi. Ông ấy cho đi đại diện trăm luôn, trăm triệu luôn. Rồi vậy đi ha con, đừng ha, mình lo, mượn nợ đi. Rồi giờ kéo rào lên xong. Kéo rào luôn đi. Rồi mượn cho nó có nợ luôn. Mở rào. Quay đi. Cái ghế có xoay được không con? Dạ, em chào anh. Dạ. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà tặng anh. Sao tặng bông hồng xanh vậy Nghĩa? Dạ, tiếng em sẽ giải thích ạ. Ừ, giải thích luôn đi. Hai đứa cùng giải thích luôn đi nè. Dạ. Nhận quà nhau rồi giải thích luôn. Dạ, theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu. Thì đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn. Trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu. Nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, vĩnh cửu như vậy. Bông hoa như thế này. Dạ. Rồi, nhận đi con. Dạ. Dạ. Em để đây. Em tặng anh một cái
túi đeo thời trang để khi mà anh đi chơi á là anh đeo cái túi này mình có thể để điện thoại hoặc là các giấy tờ tùy thân của mình trong đó. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. Rồi, cất quà đi Nghĩa. Dạ. Rồi hai đứa ngồi nói cái cảm nhận về nhau đi. Mở rào ra thấy thì sao? Có giống như là mình tưởng tượng không? Dạ, bạn em nói trước ạ. Thì em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Dạ, em cảm ơn. Anh không biết là em có thích chụp ảnh không ạ? Dạ, em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp. Tại vì ngoài nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh. Dạ. Thì được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh. Về đội của anh. Dạ. Về đội của anh. Dạ. Thì ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật. Và dạ. Một trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương. Nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết. Vậy là dạ. cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi. Tại dạ. em cũng thích động vật lắm, đặc biệt là chó mèo á. Dạ. Em thích lắm. Nhà ở quê thì em có nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi. Nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha. Thì nhà anh cũng đang nuôi một con cún em. Dạ, dạ. Nói chuyện tình yêu đi. ta tự này hồi qua nãy ta em qua có kia. Em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh? Lúc trước là mình đi công an chứ không phải là quân đội. À dạ. Tại vì công an đi có 2 năm thôi, còn mình đi tới 3 năm lận. Dạ. Thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Dạ. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích. Dạ. Dạ. Hẹn hò sao nè, hai đứa hẹn hò sao? Thì anh hiện tại là đang ở đâu ạ? À? Anh thì ở quận Tân Phú. Em cũng ở Tân Phú luôn, anh. Rồi, ở đường nào vậy anh? Thổ địa rồi. Dạ. Anh ở đường nào? Anh ở ngay gần Eon Môn á. Đi bộ à? Ngày nào bên bờ bao Tân Thắng thôi anh. Đúng rồi em. À, dạ, ngày em nào hầu như sáng đó. Nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy quanh đó cho nó okay. Đủ mấy km rồi về vậy, đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để đi làm. Rồi anh sẽ rủ em. Nếu em dậy sớm được. Dạ. Có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Thì em gia đình em ba mấy người? Gia đình em thì có 6 anh chị em. Em là con út. Thì tại chỉ còn má của em thôi. Ba em cũng mất cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì về điểm đó cũng giống anh. Tại vì anh cũng là người mất ba sớm. Hiện tại thì đang sống với lại mẹ và em trai anh. Là mình sống ở đâu anh? Anh nhà vừa nãy nói là nhà anh ngay gần em nhớ. Dạ. Dạ. Ý là sống chung với mẹ với em luôn. Dạ, đúng đó ạ. Phải không? Ừ. Dạ. Em trai của anh hả? Ừ, em trai anh. Dạ. Thì nãy là anh Quyền Linh nói anh là điểm mạnh, điểm yếu. Thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như sở thích của anh rồi. Nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh. Thì em có muốn nghe điểm yếu của anh không? Dạ, anh tại cứ vì nói... điểm yếu của anh rất là nhiều. Anh cứ nói thì em nghe, em sẵn sàng lắng nghe. Điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy, đó là sợ gián. Sợ gián. Nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này. Một cái đó là một câu chuyện buồn. Thì đó là vào một năm 2011. Thì trong lúc đang tắm. Thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong. Thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy. Yeah. Thì ấy, thì mà khổ cái ngôi nhà đó thì nó cái cống nó hơi sập xệ tí cho nên gián nó lên rất nhiều. Thì đang tắm thì con gián nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn. À, coi như là lúc đó là không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có. Là tại vì cái sự cố đó mà anh sợ gián luôn hả anh? Không, sợ gián từ nhỏ em. Dạ. Anh yên tâm đi, em có sợ gián, em mà thấy gián em sẽ đập rồi, nó luôn á. Giết dùm anh cái. Dạ. Với lại điểm điểm yếu của anh thứ hai là anh khá là dễ bị xúc động trước một số thứ. Thì có anh cũng có thể liệt kê một số ví dụ như là nhiều thứ cũng làm anh cũng dễ xúc động lắm, ví dụ như là một tập của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Yeah. Hay như là một tựa anh chơi một tựa game nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư. Yeah. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời như giống như một câu chuyện của để lại. Rồi hoặc là bản thân anh là một người làm báo cho nên có những câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình vô tình đọc được ấy thì yeah. Nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình đó, lúc nào cay lúc nào chả hay luôn. Tức là ý là em hay xúc động và hay rơi nước mắt với những cái hoàn cảnh như vậy đúng không? Những cái câu chuyện mà nhân văn ấy, mang tính cái đó tốt mà, cái đó đâu phải là điểm yếu. Cái người đàn ông ngồi sau lưng em khóc còn nhiều hơn em nữa. Anh ấy khóc rất nhiều. Yeah.
Thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em. Em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa. Ví dụ như có nhiều khi em coi những cái bộ phim mà cảm động em cũng nằm em khóc một mình. Hồi nhỏ là cái đó là tức là em khóc mà em sợ người ta nói là ủa cái chuyện đó đâu có gì đâu mà mình lại khóc. Nhưng mà em không hiểu sao tự nhiên cái nước mắt em nó khóc nó chảy vậy đó. Nãy giờ nghe hai đứa nói anh muốn khóc luôn. Nhưng mà em cứ yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong quân ngũ rồi cho nên những thứ nào đó mà nó đe dọa em là anh sẽ bảo vệ hết. Em cứ yên tâm. Thì đó thì em ngon á, em viết dán giùm nó đi. Em vượt lên trên không được. Trời ơi. Đàn ông bảo vệ phụ nữ mà con dán không bảo vệ được. Cái này nó có gọi là một cái sự bù trừ á chú. Giống như là anh sợ dán thì con không sợ dán, con sẽ đập dán giùm anh. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ nè, hai đứa bàn thôi, thí dụ như tiến tới hôn nhân thì mình ở đâu, mình phát triển kinh tế thì sao, rồi quan điểm về con trai con gái thế nào ha, rồi tiền bạc ai giữ. Dạ. Với em thì em rất đơn giản thôi, hầu như là những người bạn mà quen em từ trước đến giờ thì đều là biết là em đi làm là có bao nhiêu là đưa cho nhà hết. Nhiều khi là tháng anh cũng chi tiêu rất là không phải nói là tiết kiệm hay tằn tiện gì, nhưng mà anh tháng anh thấy chi tiêu khoảng 400-500 nghìn là đủ rồi. Anh không cần điều gì khác, tại vì anh là không cờ bạc, không có rượu chè, cũng không gái gú, lại càng không nữa, thuốc lá cũng không luôn, nên mình đỡ được mấy cái đó nên nó không có tốn kém bao nhiêu. Thì có mỗi cái là tiền đầu tư vô mấy ảnh này nọ thì nó hơi một bộ môn đó thì nó hơi tốn kém một tí. Dạ. Nên mong nếu em sau này em thấy thì cũng mong em thông cảm một phần. Dạ. Tiền nó còn cái này không thì anh kia yên tâm đi, em nghĩ là em quản lý tài chính tốt á. Dạ. Nhưng mà không có đến mức gọi là tính toán quá đâu em. Ví dụ như mỗi người đều có một cái khoản chi riêng thì em sẽ cho anh một cái khoản nào đó, rồi anh có chi cái gì thì anh cứ nói với em, chứ em không có quá chi li về cái vấn đề tài chính. Anh cũng đồng ý, tại vì có những vấn đề gì ấy, thì mình nên là có sự đồng thuận từ cả hai phía thì nó sẽ hay hơn. Rồi con cái sao? Quan điểm con trai con gái, sinh mấy đứa? Dạ, con em thì rất là thích có con gái. Cho nên nhưng mà thôi trời kêu ai nấy dạ thì con trai con gái cũng được. Dạ, dạ em cũng nghĩ là con cái là do cái duyên ông trời cho mình sao thì mình nhận như vậy thôi. Mấy đứa? Anh thích mấy đứa? Dạ thì tùy vào hoàn cảnh lúc đó. Dạ. Thường thì em thích con gái rượu, con gái độc nhất thì cưng cho nó dễ. Dạ. 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 Không nên hai đứa, chứ một đứa nó buồn á. Nó phải có chị em nó chơi với nhau. Anh cũng muốn hỏi thêm em một cái nữa thì ngoài cái vụ chuyện mà chụp ảnh này nọ thì em có thích đi du lịch không? Dạ thích. Tại vì anh hiện tại anh làm ở công việc này anh cũng được hay được đi đây đi đó. Dạ. Và từ hồi mà anh có được cái chiếc máy ảnh đầu tiên của mình đến giờ là anh cũng xác định là sau này anh cũng muốn làm một travel blogger du lịch để mình đi có thể phóng tầm mắt ra ngoài thế giới và học hỏi những điều mới và kể lại những câu chuyện đó cho tất cả, chia sẻ cho tất cả mọi người. Thì em có muốn tham gia với anh vào điều đó không? Nếu sau này anh làm, nếu anh rủ em thì em sẵn sàng tham gia thôi, không có gì ngại hay hết. Quá rồi, bây giờ nè Nghĩa đứng lên ha, em tới nắm tay bạn gái. Giờ mình đã hết thời gian rồi ha, chúng ta bắt đầu để tay mình nút bấm đi các bạn. Nãy giờ mình đã trao đổi với nhau, trao nhau những cái cảm xúc ban đầu, trao nhau ánh mắt, trao nhau những cái lời nói và được nghe ý kiến từ hai bên gia đình rồi. Bây giờ mình nhắm mắt lại, chúng ta có 30 giây để cảm nhận, tổng hợp tất cả những gì nãy giờ, xem thật sự đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không, đây có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang hướng tới hay không, và kiểm tra lại mình có loạn nhịp từ trái tim không, tim mình đập thế nào. Nếu đúng có những điều đó chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút ngay, còn nếu không hãy dừng nút bấm nó cho nhiều người khác. Mà đã bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Trời, nó bấm đều dễ sợ luôn. Bấm bật bật hai cái luôn, ghê thiệt. Đỏ cùng một lúc luôn. Rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi. Đó, hai cái nắm tay đầu tiên luôn á. Bây giờ là chúng ta hãy nói gì với người nhà của bạn gái, hứa gì đó ha. Em xin hứa với mấy chị là bạn thực ra là mình nói với bố mẹ, mẹ của em ở quê, mẹ ở quê kìa, mẹ đang xem truyền hình đó. Em con cũng
gặp Trâm ở đây là một cái duyên, thì khi mà mình đã quyết định cả hai cùng bấm nút rồi thì em cũng hy vọng, con cũng hy vọng là sẽ cho Trâm không phải khổ đau gì hết, sẽ bảo vệ Trâm mọi trước mọi thứ, ngoài trừ có con gián. Dạ, có con gián. Chắc em nghĩ có thêm gì nữa. Thôi giờ Trâm nói với ba mẹ của bạn đi, là con sẽ bảo vệ ảnh khỏi những cái con gián chích tiệt. Ví dụ vậy con nói đi con. Dạ, con cũng xin nói với lại mẹ của anh là ví dụ như anh có sợ gián thì con sẽ đứng ra con đập gián để bảo vệ anh, nhưng mà bù lại là anh bảo vệ con khỏi mọi giông tố của cuộc đời ngoài kia. Trời hay quá. Con cũng hy vọng là hai đứa tụi con sẽ đi xa hơn và tiến tới hôn nhân lâu dài. Rồi giờ có rủ anh về đám cưới anh trai luôn không? Nếu mà anh sẵn sàng thì chút nữa anh chở em về luôn nha. Trời ơi, ngon. Vậy là vô rồi đó. Vô. Đợi về đám cưới xong ra mắt luôn. Đậm đà luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ... Không. Cái hôm đầu tiên. Nhớ cái hôm đầu tiên. Em xin phép là hôn tay thôi ạ. Không, cái này nó, cái vấn đề ở đây là mình sống và làm việc theo pháp luật, theo hiến pháp và pháp luật. Ở đâu nó cũng có cái luật lệ của nơi đó, cho nên rằng phép vua thua lệ làng. Nào, hai ba nào, cái hôm đầu tiên nào. Đó, dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ. Nghe cái chuột. Chú có ghẹo. Nghe âm thanh nó trong queo luôn. Được rồi, hai bạn dễ thương lắm ha. Chúc cho hai bạn thật nhiều may mắn. Chúc cho hai bạn sớm sẽ hiểu nhau, sẽ yêu nhau trọn cuộc đời nha. Hoa hồng xanh sẽ thành luôn. Hoa hồng đỏ nè. Đây là những món quà dành cho hai bạn. Đúng đây không? Dạ cưng.